Xin chào mọi người, rất vui khi được gặp lại mọi người trong video lần này của tôi. Và hôm nay thì tôi đang có mặt tại cửa của công ty chúng tôi, đó là công ty cổ phần xuất nhập khẩu ô tô Tedo. Và hôm nay thì tôi đang đứng cạnh hai cái chiếc xe mà được rất là nhiều các bác tài quan tâm tại cái thời điểm này. Đó là bên tay phải tôi đây là phiên bản xe tải Terra 100, còn bên tay trái tôi đây đó là phiên bản xe tải Terra 180. Thì cả hai phiên bản xe này nó đều là được đóng và lắp ráp tại nhà máy Dian Moto thuộc huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà nó ở thuộc hai phân khúc, nó hơi khác nhau một chút. Chiếc xe tải Terra 100 này thì nó thuộc phân khúc xe tải nhẹ dưới 1 tấn. Còn chiếc xe tải Terra 180 này thì nó thuộc phân khúc xe tải tầm trung với cái tải trọng là từ 1 tấn, từ 1 tấn 4 cho đến 3,5 tấn. Và tải trọng của con này cụ thể đó là hai phiên bản, một phiên bản là 1 tấn 4, một phiên bản là 1 tấn 9. Nhưng mà nếu mà xét cùng phân khúc ấy thì con này nó sẽ có rất là nhiều đặc điểm nổi bật và nổi trội hoàn toàn so với cả những chiếc xe hiện tại mà trên thị trường đang có. Thì hôm nay tôi sẽ đi giới thiệu cả hai chiếc xe này luôn để cho mọi người có những cái nhìn tổng quát nhất, để mọi người có thể là lựa chọn những chiếc xe phục vụ cho cái mục đích công việc của mình. Những cái hôm nay tôi sẽ nói thêm về những cái là công việc nào thì chúng ta nên sử dụng chiếc xe tải Terra 100, những cái công việc như nào thì chúng ta sẽ dùng chiếc xe tải Terra 180. Đầu tiên sẽ bước vào cái dòng xe tải nhẹ này trước đã nhá. Thì đây là dòng xe tải nhẹ Terra 100 đến từ nhà máy Dehan Moto. Thì cái chiếc xe này sử dụng cái động cơ Mitsubishi, dung tích là 1.3, động cơ xăng. Một cái động cơ chất lượng nhất trong cái phân khúc xe tải nhẹ dưới 1 tấn này. Không có một chiếc xe nào dưới 1 tấn có được cái động cơ chất lượng hơn chiếc xe này. Đấy. Và đặc biệt đó là con này nó sở hữu một cái option, một cái nội thất ở bên trong hoàn toàn rất là đầy đủ, từ kính chỉnh điện này, vô lăng trợ lực lái này, điều hòa hai chiều này, ghế nỉ với cả thiết kế form dáng rất là ôm người, tạo cho các bác tài một cái cảm giác ngồi nó kỳ là thoải mái. Và con này thì nó được ra mắt trên thị trường của chúng ta từ năm 2018 cho đến thời điểm hiện tại là rơi vào gần 4 năm rồi. Cuối 2017 đầu 2018 nó bắt đầu ra thị trường. Và hiện tại thì được gần 4 năm rồi. Và các cái phản hồi từ khách hàng ấy, phản hồi lại về cái dòng xe này, nó hầu như là tất cả các cái phản hồi đều là phản hồi rất là tốt, vì là về tiếng ồn động cơ này, tiếng động cơ này, chất lượng về phần này, tại vì cái phần tải trọng này thì con này nó có thể tải trọng của con này nó đang là hơn 900 cân, nhưng mà những khách hàng thực tế thôi, có khách hàng đã tải lên đến tận 2 tấn. Đây là điều có thật mà tôi muốn chia sẻ cho mọi người, chứ không phải là tôi bịa đặt ra cả. Có người chở xe này dùng để chở 2 tấn chạy vẫn vô tư thoải mái đấy. Cái điều đấy rất là đơn giản hiểu thôi, bởi vì cái động cơ Mitsubishi của nó là động cơ rất là chất lượng rồi, không một chiếc động cơ nào có thể là chất lượng hơn cái chiếc động cơ này. Và ngoài ra thì về cái phần là sắt xi, nhíp lốp thì nó được trang bị một cái bộ sắt xi dạng cong này rất to và dày bản luôn. Nhưng mà nó cần phải cái sắt xi này của nó chở 2 tấn bình thường, bởi vì nhá, sắt xi dạng cong được sơn màu cabin luôn và phần động luôn đấy. Hệ thống treo sau là nhíp này, với hệ thống treo sau cụ thể là có 6 cái tấm nhíp vô cùng dày và dài. Đấy, nên là cái khả năng chịu tải, cõng tải của nó 2 tấn là điều bình thường. Lốp của nó là lốp không xăm. Nhưng mà trong cái trường hợp mà các bác tài cõng tầm khoảng từ 1,5 tấn đến 2 tấn thì đương nhiên là tôi sẽ phải tư vấn cho khách hàng là chúng ta phải lắp thêm cái phần xăm vào trong cái lốp này. Đấy, thì chúng ta sẽ cõng tải nó sẽ được tốt hơn. Còn đây là lốp không xăm. Và kích thước cụ thể đó là 175/70R13, một cái bán kính khá là lớn. Và con này có một cái điều đặc biệt nữa, đó là bốn lốp của nó đều sử dụng là lốp có kích cỡ giống nhau mà chúng ta có thể là đảo đầu đuôi cho nhau. Đấy là một cái điều kiện rất là tiện lợi. Con này thì nó có thêm một lốp sơ cua ở bên dưới nữa. Còn về phần thùng của con này thì nó đang có cái chiều dài thùng đó là 2m8, lọt lòng 2m8. Nó lại là chiều dài lọt lòng nhá, không phải là chiều dài bao. Chiều dài bao đâu, là chiều dài lọt lòng ấy, tức là cái phần bên trong của nó dài 2m8. Đấy, chúng ta có thể là chở được đa dạng về mặt hàng hơn. Đấy, xe dưới 1 tấn thì thường chúng ta sẽ có những cái phiên bản thùng nó dài vào khoảng từ 1m4 cho đến 1m7 là cùng. Nhưng con này nó dài lọt lòng 2m8, rất là dài. Và đây là phiên bản thùng đặc biệt của bên tôi, rất là chất lượng luôn, chắc chắn. Và cái phiên bản này thì hầu như là khách hàng nào mua xe cũng sẽ chọn cái phiên bản này, chứ không chọn cái phiên bản nhà máy, bởi vì là phiên bản này nó sẽ cứng cáp hơn, bền hơn so với cả thời gian rất là nhiều. Đấy, sơ qua một chút thế thôi. Còn mọi người mà muốn tham khảo với dòng xe tải nhẹ dưới 1 tấn này thì mọi người là hãy vào kênh YouTube của tôi, quay trở lại những cái video cũ thì mọi người sẽ có được những cái video. Tôi đã có rất là nhiều video rồi, tôi giới thiệu review chi tiết. Hoặc là mọi người có thể là đi xuống cái phần mô tả, tôi sẽ để link những cái video mà tôi giới thiệu cái chiếc xe tải Terra 100 này. Còn đây là một cái phiên bản ra đời sau, ra đời vào đầu năm 2021, đến thời điểm hiện tại là tháng 10/2021 rồi. Thì nó được lăn bánh trên thị trường cũng khá là nhiều, và cũng khá là nhiều người phản hồi lại là chất lượng chạy khá là ổn, tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, và mọi người còn đặt cho nó một cái tên
Nó là dòng xe tải tầm trung, có cái mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất trong phân khúc. Chính vì nó có cái mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất trong phân khúc ấy, và ngoài ra nữa là cái giá cả chúng ta đầu tư nó cũng thấp nhất trong phân khúc luôn, nên là cái khả năng thu hồi vốn của chiếc xe này nó cực kỳ nhanh. Còn với những cái trang bị và cái thiết kế thì mọi người có thể nhìn thấy đây, nó thiết kế rất là giống dòng xe Hyundai H150 hoặc là K200, K250. Đấy, với cái phần thiết kế là quá là quen thuộc rồi. Còn máy của con này nhá, nó là sử dụng máy là máy quang trai, một cái động cơ là của Trung Quốc, động cơ dầu. Dung tích của này là 1.8, chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu, rất là bền bỉ và khỏe. Còn nói về trang bị của con này thì tôi cũng có rất là nhiều video giới thiệu chi tiết rồi. Hôm nay tôi sẽ nói lại một chút thôi. Trang bị thì trang bị đầy đủ các cái hệ thống tiện nghi option, và đặc biệt con này nó có thêm cả gương chỉnh điện luôn nhá. Ngoài những cái hệ thống như là kính chỉnh điện này, vô lăng trợ lực lái dầu này, điều hòa hai chiều này. Đấy, và bộ phận giải trí của nó thì nó có thêm cả cổng kết nối AUX, và đặc biệt là có cả cổng kết nối Bluetooth nữa, thì chúng ta có thể là bắt Bluetooth và điện thoại chúng ta nghe nhạc bình thường. Đấy. Ngoài ra thì gương nó là gương chỉnh điện rồi, chúng ta có thể điều chỉnh cái tầm quan sát chúng ta nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Và ở cái phân khúc 1.4 này thì đương nhiên là nó sẽ được trang bị cái phần lốp sau, đó là lốp đôi rồi. Đấy, tôi đã giới thiệu rất là nhiều vì video chi tiết về cái dòng sản phẩm xe tải TDA180 này rồi. Con này thì nó có hai phân khúc, không phải là chỉ là 1.8 không nữa, mà nó còn có thêm một phân khúc nữa là 1.5, để cho khách hàng có thể là tùy vào những cái cung đường mình đi ấy, đi nhiều trong phố thì chúng ta lên chọn những cái phiên bản là 1.5 thôi. Còn chúng ta mà chạy đường trường, đường đèo đồi núi nhiều thì chúng ta lên chọn phiên bản từ 1.8 thì chúng ta có thể là chở tải nó nặng hơn. Còn thực chất thì hai con này nó không khác gì nhau cả, nó chỉ khác mỗi vì cái phần tên và cái phần tem mác thôi. Đấy, sơ qua một chút như vậy thôi. Còn bây giờ thì tôi sẽ đi vào cái mục đích chính của video này, đó là tôi sẽ phân tích là những khách hàng như nào thì chúng ta nên lựa chọn chiếc xe tải TDA100, còn những khách hàng như nào thì chúng ta nên dùng cái phiên bản xe tải TDA180. Đối với cả những khách hàng mà chúng ta chuyên chở đồ thuê nhưng mà với cái nguồn hàng nó không nhiều này, và đặc biệt là những cái mặt hàng nó không quá là cồng kềnh, nó không quá to, thứ hai nữa đó là muốn đầu tư cái mức chi phí nó thấp mà lại có được một chiếc xe có cái độ bền cực cao, thì chúng ta nên sử dụng cái phiên bản xe tải TDA100 này. Đấy, thì nó cực kỳ hợp lý. Đấy, vì cái phần thùng của con này thì nó chỉ dài 2m8 thôi, nó ngắn hơn so với cả con bên này. Còn về chất lượng thì con này nó dùng là động cơ Mitsubishi của Nhật Bản, nó là một cái động cơ rất là chất lượng rồi. Chạy mọi người chỉ việc bảo hành, bảo dưỡng đúng thời hạn, đúng kỳ định thì mọi người có thể sử dụng trong khoảng từ 5 đến 7 năm mà không lo về cái phần chất lượng của nó. Đấy, còn thời gian về sau thì đương nhiên là nó sẽ phải phát sinh những cái hỏng hóc, thì xe nào cũng vậy thôi, dòng xe nào cũng vậy thôi. Đấy, thì những khách hàng nào mà có cái vốn thấp và chở những cái mặt hàng nó không quá nặng, thứ hai nữa đó là cái nguồn hàng chúng ta nó không ổn định, thì chúng ta nên đầu tư cái dòng xe tải nhẹ TDA100 như thế này. Đấy, còn đối với cả những khách hàng hay là công ty nào mà chúng ta sử dụng là thứ nhất là chuyên chở những cái mặt hàng nó có kích thước cồng kềnh, có cái tải trọng hơn 1 tấn, thì chúng ta có tải trọng hơn 1 tấn và đặc biệt là cái mức chi phí đầu tư chúng ta cũng không muốn là nó quá cao, và cái đặc biệt là muốn hồi vốn nhanh, thu hồi vốn nhanh, thì chúng ta nên lựa chọn cái phiên bản xe tải TDA180 này. Đấy, bởi vì là con này chạy cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Nếu mà so sánh về xe cùng phân khúc, con này nó chỉ vào khoảng tầm 70%, cái mức tiêu thụ nhiên liệu nó chỉ bằng 70% so với cả cái chiếc xe cùng phân khúc khác thôi. Và đặc biệt là thùng của con này thì nó cũng khá là dài, mọi người có thể chở được những cái phiên bản cồng kềnh. Đây là phiên bản thùng nhà máy, thì cái phần bửng này của nó này, cái phần bửng này của nó dài tới tận 50 gần 60 phân, thì chúng ta có thể là vận chuyển hàng hóa lên nó cực kỳ đơn giản, dễ dàng. Và đặc biệt là về phần option ở trên xe thì nó cũng rất là đầy đủ, không thiếu một cái gì cả, không thiếu bất kỳ một cái gì so với cả những cái hãng xe khác. Và cái trải nghiệm lái con này cũng cực kỳ tốt. Đấy, thì tôi phân tích như vậy thì không biết là mọi người thấy sao, mọi người cần quan tâm hay là cần tôi tư vấn gì về thêm thì mọi người hãy nhắc máy lên và liên hệ với tôi. Bởi vì công ty chúng tôi thì ngoài hai cái dòng sản phẩm xe tải này ra thì chúng tôi còn có rất là nhiều những cái phiên bản xe tải nhẹ khác xung quanh đây. Đấy, từ 1 tấn cho đến 5,5 tấn là chúng tôi có hết, nên là mọi người cần tôi tư vấn về những dòng xe như nào, cần tải trọng bao nhiêu, kích thước thùng như thế nào thì là mọi người hãy nhấc máy lên và liên hệ với tôi thông qua cái số hotline mà tôi để dưới góc màn hình, để tôi có thể là tư vấn chi tiết hơn, tỉ mỉ hơn cho mọi người. Và mọi người cũng đừng quên là cho tôi một nút đăng ký kênh, like và share video để tôi có thêm cái động lực để làm những cái video tiếp theo, để có thể là chia sẻ những cái kinh nghiệm của tôi đến cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của tôi.